Túi ối là một lớp màng mỏng nhưng vững chắc, bao quanh em bé và đồng thời phát triển bên trong tử cung mẹ bầu, cho phép phôi thai phát triển và không bị xáo trộn bởi tác động bên ngoài nhờ vào lượng nước ối ở bên trong. Mặt khác, một tình trạng có tên hội chứng giải xoay ối sẽ khiến thai nhi gặp nguy hiểm và để lại vấn đề dị tật về sau. 1. Giải xoay ối là gì? Túi ối là bức tường thành bảo vệ cho bé yêu, nhưng vẫn xuất hiện một vài thời điểm khiến khu vực này trở nên nguy hiểm. Điều này là do sự xuất hiện của các sợi xơ có trong túi làm vướng víu thai nhi, và tình trạng này mang tên hội chứng giải xoay ối. Nguy cơ mắc phải hội chứng giải xoay ối là rất hiếm với tỷ lệ 1 trên 1.200 ca sống sót khi chào đời hoặc 1 trên 15.000. Khi không có yếu tố di truyền, khả năng mẹ bầu mang thai mắc phải tình trạng này sẽ khá thấp. 2. Nguyên nhân. Một số nguyên nhân khiến tình trạng này xuất hiện bao gồm: về lý thuyết bên ngoài, đây là lý thuyết phổ biến rộng rãi để giải thích sự xuất hiện của giải sợi túi ối. Túi ối bao gồm một lớp bên ngoài và bên trong. Đôi lúc dẫu cho lớp bên ngoài không bị tổn thương, nhưng lớp lót tường bên trong lại bị rách và bắt đầu nổi trong nước ối. Điều này tạo ra tình huống nguy hiểm cho thai nhi, vì các giải của màng ối có thể bị vướng vào cơ thể bé bỏng của bé. Mặt khác, lý thuyết trên không giải thích được tất cả các nguyên nhân của hội chứng trong các trường hợp túi ối còn nguyên vẹn. Lý thuyết nội tại đưa ra nhận định rằng chính lưu lượng máu kém đã gây ra các dị tật trong túi ối. 3. Dấu hiệu của hội chứng giải xoay ối. Nếu muốn biết liệu trẻ sơ sinh có gặp phải hội chứng giải xoay ối trong bụng mẹ hay không, bạn có thể tham khảo những triệu chứng sau đây. Tứ chi không đều nhau. Các vết nhăn trên bộ phận cơ thể con bạn như là bàn tay, chân hoặc ngón tay. Có khoảng cách trên đầu hoặc thân mình. Xương các bộ phận khác nhau của cơ thể do các giải ối quấn vào nhau. 4. Biến chứng có thể xảy ra. Tác động của hội chứng giải xoay ối thay đổi tùy theo từng trường hợp. Mặt khác, bé yêu có nguy cơ gặp phải các tình trạng sau đây: sứt môi, da nhăn nheo, móng tay bị biến dạng, tay chân có chiều dài khác nhau, các ngón tay hoặc ngón chân có màng, trẻ sơ sinh chào đời vẫn còn vướng sợi ối. Hội chứng giải sợi ối là một hội chứng dù tỷ lệ xuất hiện không nhiều nhưng lại vô cùng nguy hiểm và khó phát hiện. Tuy nhiên, các mẹ bầu cũng đừng quá lo lắng. Việc chẩn đoán hội chứng giải sợi ối sẽ được tiến hành vào khoảng tháng thứ 3 của thai kỳ bằng hình thức siêu âm. Đôi lúc, bản thân các giải sợi ối đều có biểu hiện bình thường, khiến các bác sĩ gặp khó khăn để phát hiện ra tình trạng bất ổn. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể dùng biện pháp loại trừ nhằm xem xét bất kỳ hiện tượng biến dạng nào liên quan đến hội chứng giải xoay ối. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ sẽ có thêm thông tin về hội chứng trên. Hãy thường xuyên theo dõi sức khỏe cũng như là khám thai định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cả thai nhi và chính mình nhé!